nên có một lần trước cách đây là khoảng 4 tháng, tức là đưa cháu nó về. Khi đưa cháu về á thì ông trụ trì đó đó, ông Tùng Văn á, ông mới nói một câu là tôi mà chơi chú á là tôi đưa con bé vô rừng là chú kiếm cả đời không ra. Vâng, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái nội dung về cha mẹ của Diễm My, và cũng là cùng nhau lan truyền những cái thông tin về Diễm My để làm gì thưa các bạn? Để cho cha mẹ cô ấy tìm được Diễm My. Đó chính là cái sự mong muốn khi mà mình nhìn thấy được cái cảnh bà Mai cùng với ông Thắng lên gặp bà Nguyễn Phương Hằng trong một cái buổi live stream. Có rất nhiều những cái luồng ý kiến từ ông Sĩ Trần hoặc là cái cô nhà báo luật sư Hàn Ly cùng với lại Trang Villa và rất nhiều những YouTuber khác nói rằng ông Thắng bà Mai chọn đến bà Nguyễn Phương Hằng, rồi bà Nguyễn Phương Hằng ảo tưởng về cái vấn đề của thầy ông nội, tức là Tịnh Thất Bồng Lai. Nhưng mình không thấy có gì là ảo tưởng trong cái câu chuyện này cả, bởi vì dựa vào cái sức ảnh hưởng của chị Nguyễn Phương Hằng thì cũng có thể giúp được cho ông Thắng bà Mai để tìm lại, để biết được thêm những cái manh mối rằng con của mình, con của họ đang ở đâu. Vậy thì cũng giống như tất cả những người làm cha, làm mẹ khác, họ đều mong muốn, họ rất mong muốn rằng họ sẽ tìm thấy được con của mình bị thất lạc 2 năm nay. Và cũng không phải là bị thất lạc nữa, mà chính cái cô bé Diễm My này mong muốn được đi ra khỏi nhà để đến định cư ở Tịnh Thất Bồng Lai, với cái mộng là được trở thành người nổi tiếng do những lời hứa hẹn ở bên trong Tịnh Thất Bồng Lai kia. Có thể nói rằng cái câu hỏi lớn nhất của chúng ta đến tận bây giờ đó chính là lý do vì sao, đã có ai giải thích được cái câu trả lời này hay chưa? Tức có nghĩa là lý do vì sao, một cái lý do thuyết phục nhất để cho cô Diễm My này có thể từ bỏ cả gia đình mình, từ bỏ cả bố mẹ ruột của mình để đến sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Và sau khi xảy ra rất nhiều những cái chuyện liên quan đến ông Thắng bà Mai, liên quan đến những lùm xùm đối với pháp luật, thì cái cô bé Diễm My này vẫn một mực bảo vệ, khăng khăng bảo vệ cho Tịnh Thất Bồng Lai. Tất cả những điều đó thì vì sao cô ta lại làm như vậy? Đó là một cái câu hỏi lớn mà chúng ta hầu như ai cũng muốn biết. Vậy thì cái câu chuyện mà những người như ông luật sư Sĩ Trần luôn rêu rao rằng, mình phải nói là luôn rêu rao rằng thưa các bạn, bởi vì ông ta khẳng định như đúng rồi, giống như là cái thời điểm mà cha mẹ của cô bé Diễm My dẫn người nhà đến để mà tìm kiếm, để mà xin lại cô bé Diễm My, thì ông ta cho rằng ông Thắng bà Mai đã dẫn 50 người côn đồ đến để mà trấn áp Tịnh Thất Bồng Lai, tìm lại Diễm My và gây ra thương tích cho Nhị Nguyên. Tất cả những điều đó chỉ là những cái điều phỏng đoán thôi, chứ ông ta không có mặt ở đó để mà chứng kiến trực tiếp cái cảnh tượng ở đó nó như thế nào. Mà chỉ có những người như ông Thắng, bà Mai hoặc là những người đi cùng thì mới biết được nguồn gốc, nguyên do sự việc là vì đâu. Vậy thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe trực tiếp từ những cái ý kiến của ông Thắng nói về cái câu chuyện là ông cụ Lê Tùng Vân đã tuyên bố như thế nào với ông Thắng, và liệu có phải thực sự thực hư cái câu chuyện ông Thắng dẫn 50 người đến là những tên côn đồ hay không, hay là ai. Thực sự thì cái câu chuyện tại Tịnh Thất Bồng Lai nó xảy ra cách đây mấy năm rồi, và cái câu chuyện được dấy lên một cách là rầm rộ nhất khi mà bà Nguyễn Phương Hằng giúp cho ông Thắng bà Mai được tiếp cận trên mạng xã hội và lan truyền những cái thông tin để mà tìm kiếm con gái của mình. Cùng với đó là bà ấy gửi lời đến ông cụ Lê Tùng Vân, nói rằng nếu ông cụ dám đứng ra để mà xét nghiệm ADN cùng với Lê Thanh Minh Tùng thì bà ấy sẽ tặng cho ông cụ Lê Tùng Vân số tiền rất lớn. Và chúng ta cũng có thể thấy được cái sự đối đáp của ông Lê Tùng Vân khi mà nằm ở trên võng, nói rằng con có cách gì thì xuống đây giúp thầy khẳng định cái lời nói của con là chính xác đi. Thì bà Nguyễn Phương Hằng mới sắp xếp để mà đi xuống, nhưng bà ấy, khi bà ấy xuống dưới Tịnh Thất Bồng Lai, bà ấy cũng đã thông báo cho cơ quan chính quyền ở nơi đây để có gì còn hỗ trợ, chứ bà ấy không phải là khơi khơi rồi
tự nhiên đi xuống dưới đó. Vậy thì nếu như câu chuyện là sự thật theo lời kể của Lê Thanh Minh Tùng rằng anh ấy là sản phẩm loạn luân của ông Lê Tùng Vân, là con của bà Lê Thị Thu Vân, em gái ruột của ông Lê Tùng Vân, thưa các bạn, Lê Thị Thu Vân khác với Lê Thu Vân các bạn nhé. Đó, khi mà chúng ta nghe được Lê Thanh Minh Tùng chia sẻ về những cái vấn đề đó với một cái tâm trạng rất là thoải mái, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng những cái câu chuyện như vậy được Lê Thanh Minh Tùng kể đi kể lại rất là nhiều lần rồi, chứ không phải là mới đây chúng ta mới biết được sự thật từ Lê Thanh Minh Tùng. Và cái câu chuyện loạn luân cũng có thể nói rằng những người YouTuber như ông luật sư Sĩ Trần hoặc là Thanh Trần, tức có nghĩa là luật sư thủ kho đó thưa các bạn, khẳng định một cách tuyệt đối rằng ông cụ Lê Tùng Vân không có dính dáng gì đến cái việc mà loạn luân, những người trong Tịnh Thất Bồng Lai không có quan hệ huyết thống gì với ông cụ Lê Tùng Vân. Đó là những lời khẳng định của họ. Nhưng mình nghĩ rằng sắp tới nếu mà có kết quả thì cơ quan chức năng cũng sẽ có những cái biện pháp xử lý đối với những cái vấn đề này. Mặc dù cái việc công khai nó có thể là ảnh hưởng đến những đứa bé ở bên trong Tịnh Thất Bồng Lai, và cái việc này cũng đã được bên bảo trợ trẻ em nói đi nói lại rất là nhiều lần, và chúng ta cần phải tôn trọng những cái ý kiến đó. Sau đây thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta hãy cùng đi nghe những cái lời kể rất là tâm đắc của bố cô bé Diễm My, tức là ông Thắng, sẽ cho chúng ta biết được tất cả những cái vấn đề, những cái góc khuất, những cái lời nói, lời khẳng định của ông Lê Tùng Vân nói lại cho bố Diễm My, cho ông Thắng những gì. Và những cái điểm đó thì có đáng chú ý hay là không? Có quan trọng trong cái vấn đề tìm kiếm được Diễm My hay không? Xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta hãy cùng lắng nghe. Xin chào các bạn. Và nhà mình có hai dòng sản phẩm muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đầu tiên là cái chai mật ong nguyên chất. Chai này là 1 lít. Mật ong này là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê 100% thưa các bạn. Và cái sản phẩm thứ hai thì đó là cà phê. Cà phê thì mình có hai loại. Một loại là cà phê hạt thô, là về các bạn tự xay ra và pha chế. Còn loại thứ hai là đã xay ra rồi, các bạn mang về chỉ việc pha uống thôi. Tức là qua cái đoạn clip hôm á, thì bên Tỉnh Thất nó đang lên là Diễm My là coi như là bị gia đình ép buộc rồi uống thuốc rồi đó, thì thuốc độc, nhưng mà hoàn toàn là không có sự thật. Tức là hôm nay là mình để nói lên vấn đề là cháu, như là hôm nay nó về tới nhà, cơ quan làm việc ở công an Đức Hòa đã làm việc với gia đình của bà Cúc, là họ không có quyền gì để giữ con mình, họ không có đủ tư cách nào để là giữ con mình, và cơ quan huyện nó đã trao con về cho gia đình. Thì cơ quan là có cần vì vấn đề gì đó thì mình cứ liên hệ với cơ quan công an huyện Đức Hòa, họ sẽ giải quyết, họ sẽ cho mình biết cái thông tin. Còn vấn đề cháu về đây là cháu hoàn toàn bình phục, bình thường, thì sinh hoạt ăn uống bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Là không có cái chuyện mà không có chuyện bắt đó, cóc gì đó, độc gì đó, độc không có. Bây giờ con mình bình thường, có chứ có là ai bao giờ mà coi như là bỏ thuốc độc cho con đó, mình đi cứu con làm sao mà gọi là đi bỏ thuốc độc cho con được? Tức là cách đây vào tháng 4 năm 2019 thì cháu nó đi Vũng Tàu á, nó đi chùa đầu năm á, nó đi chùa thì nó xuống dưới là vô tình là nó gặp cái đoàn của trong Tỉnh Thất đó, thì trong Tỉnh Thất Bồng Lai là nó có một cái con là Quyền Trăng á. Khi nó tiếp xúc với Quyền Trăng á thì Quyền Trăng á là giới thiệu nó là ca sĩ. Thì con bé ở nhà thì nó cũng Diễm My nhà thì nó cũng mấy mộ vấn đề là ca sĩ. Thì qua tìm hiểu á, là nó mời Diễm My là rằm tháng 4 á, âm lịch á, là lên trên Tỉnh Thất nó có tổ chức một cái lễ hậu gì đó trên đó. Cho nên con mình nó có sự hiếu kỳ đi lên đó. Mà sau khi mình đi lên đó về á, thì Diễm My coi như là thay đổi. Thì đang đại sinh viên năm thứ 3 đại học ở Hấp Lít, thành phố Hồ Chí Minh, chưa còn ảnh á. Thì qua cái sự mà lên trên đó, cái ngày đó về là thấy về là có một cái dấu hiệu khác liền, thay đổi. Tự nhiên đang học, đang hành vậy đó, có là chuyển đổi qua để
có chiều hướng là muốn lên đó đi tu. Mà thực tế ra mình tìm hiểu thì nơi đó là không phải là nơi giáo hội Phật giáo thừa nhận, mà cũng không phải là cơ sở để gọi là nuôi dưỡng trẻ. Nói chung là họ không có cái trung tâm nào để bảo dưỡng, tức là họ không có quyền để giữ con mình. Nhưng mà qua tìm hiểu thì cái thời gian nó đi là, tức là sự việc nó trước đó nó có một lần á, nó lên thì gia đình có lần đưa cháu nó về một lần. Đưa lên lần có một lần trước, cách đây là khoảng 4 tháng, tức là đưa cháu nó về. Khi đưa cháu về á thì ông trụ trì đó đó, ông Tùng Văn á, ông mới nói một câu là tôi mà chơi chú á là tôi đưa con bé vô rừng là chú kiếm cả đời không ra. Ông nói vậy đó. Ông nói là tính gì? Ông Lê Tùng Văn đó, là người trụ trì trong đó đó. Thì bắt đầu coi như là gia đình mới đưa được cháu về, thì cũng khuyên giải thích cho cháu nó hiểu là nơi đó là không có tốt, qua mình qua tìm hiểu á, mình lên xác minh những cơ quan đến đó là đã cho mình biết là họ không có được có quyền gì hết. Mà cái nơi đó cũng phải là nơi tu hành, nơi đó là chỉ là đào tạo trẻ nhỏ thức danh hài thôi. Thì qua tìm hiểu á thì bắt đầu coi như là thời gian qua bé nó đi học và nó kiểu như là nó bị một sự lâu cuốn nào của trên tỉnh thất đó mà mình không hiểu được, mà nó về nhà nó có những cái biểu hiện không lành mạnh. Trước đây bé rất ngoan rất hiền, bé coi như là hoàn toàn là coi như là mình rất là tin tưởng ở bé. Bé coi như là đi thưa về trình học rất giỏi đó. Rồi có cái chiều hướng là xin gia đình bố mẹ cho con đi pin để du học đó. Thì khi gia đình mà đóng tiền đóng viện phí hết á, thì coi như là cái ngày mà bé lên máy bay mà để đi á, thì tối hôm đó là bé nó lên đó, tức là nó bỏ nhà nó lên đi đó. Thì gia đình mình có tin bảo là mất tích gì không? Tức là mình có trình qua cơ quan phường ở đây, cơ quan quận ở đây, và khi tìm hiểu á thì mình mới phát hiện ra là nó có một cái gì đó để nó đưa cháu coi như là lên trên đó. Thì qua tìm hiểu cái ngày 7 tháng 9 á, ngày 7 tháng 9 là bé nó đi, bắt đầu nó đi học, nhưng mà thật sự là nó đã xếp đặt với là cô Quyền Trăng với là Hoàng Nguyên, tức là xuống dưới tại thành phố, tức là liên lạc số điện thoại đó, qua điện thoại là xuống để kèm kẹp dẫn cháu đưa lên cơ quan trên đó, đưa lên cái tỉnh thất bên đó. Thì mình mới qua ngày hôm sau á là mình không biết cháu nó đi đâu, thì mình mới báo cáo với cơ quan ở phường đây, phường báo có làm đơn tình báo mất tích, mất tích. Tức là khi cơ quan nó là để phối hợp với là cơ quan xã Hòa Khánh Tây và huyện Đức Hòa đánh. Tức là mình có biết là lúc đó là tức là khi ngày mà ngày 8 á, ngày 8 là mình lên mình phát hiện, tức là cái số điện thoại mà gia đình giữ á là đăng ký cho bé là số của tôi đăng ký, đứng ra đăng ký, cho nên mình tra trong cái phone á là mình biết được là cái ngày đó nó liên hệ với ai để nó đi, thì mình mới tìm hiểu được đó. Thì khi mình đã xác minh được thực tế là cái ngày đó nó liên hệ với là những cái số điện thoại ở người ở trong tỉnh thất, họ lên trên đó, họ kéo lên đó. Nhưng mà khi mình lên á, mình phát hiện ra là chỉ có là cái áo của cháu nó phơ, giặt phơ trên đó, rồi cái áo khoác là gia đình mua cho nó. Của Jimmy phơ trên đó. Rồi là bắt đầu như là mình vô mình hỏi những người trong tỉnh thất đó, thì họ nói là lâu nay không có biết Jimmy, không quen biết, tức là không cắt đứt, không có liên hệ qua điện thoại mấy tháng nay rồi, họ cố tình họ giấu. Cho nên là mình phải buộc phải làm đơn gửi cơ quan huyện Đức Hòa và xã Hòa Khánh Tây để nhờ cơ quan người ta vô tìm kiếm cháu cho mình. Tức là cái điểm đó là mình đã biết cháu nó tới đó, nhưng mà không có xác minh được, tại cháu hôm nay là trên 18 tuổi, cho nên cái quyền tự do của nó, cho nên không có xâm phạm vô để mình bắt nó được. Thì như là bây giờ báo với chính quyền đó, thì chính quyền có tổ chức cái kiểm tra nhân khẩu của cái tỉnh thất đó. Thì kiểm tra nhân khẩu thì không
tìm thấy được. Dạ. Là có cái clip nghi ông đó là ông tên là Tùng Vân. Ông là chủ trì đó là ông Tùng Vân. Năm nay là 87 tuổi. Ông tôi tiếp vợ cho anh rồi tiếp là bộ lúc 11 giờ rưỡi đêm. Nó là sáng mai lên gặp mà có điều kiện là hứa với ông là không bắt thì ông sẽ cho gặp, còn nếu mà có ý đồ bắt là ông thì gia đình cũng phải gì thương con nhớ cháu quá, thời gian nó đi gần 2 tháng rồi. Mình trông mong cho gặp nó được đi. Rồi từ từ tính có ghế để mình giờ cơ quan đưa cháu nó về. Chứ bây giờ mình thấy cách rồi. Thì khi đưa lên nó cho mình gặp, tức là đại diện gia đình chỉ đi một người là bố của Diễm My thôi. Nếu mà mình xuất hiện người thứ hai, người thứ ba đi vô một lượt á là nó chắc không cho mình gặp. Nó con bé này chưa về. Tức là nó biết mình là đi 2-3 người là sẽ bắt, mà một người thì không thể nào bắt được. Bắt nó là cổng cửa nó mở nó đóng, nó đứng cái da bay hết thì làm sao mình bắt được. Thì cũng có hứa với trụ trì là không có bắt cháu. Nhưng mà khuyên cháu là thôi mẹ bệnh rất nặng, mẹ xúc ký quá trời. Mẹ từ 58 ký mà mẹ xuống còn 42 ký. Mẹ trầm trọng, không may. Bệnh mẹ chuyển biển cho nên mẹ không có đi được. Thế nhờ tôi nghe là thâu con bây giờ con mình về thăm bố mẹ một lần, thăm mẹ một lần cuối. Tức là mẹ bệnh nặng lắm, con có đi đâu, đi tu ở đâu không biết, nhưng mà tu là chữ hiếu làm đầu. Mà con không có cái chữ hiếu thì làm sao con tu được. Mà mình không biết trong đó là nó có tu hay không. Thì mình khuyên nó về, biết tới chiều á, bắt đầu nó đi giấu bé. Đại bé vô phòng nó biết thế nào mình cũng tiếp tục để đưa bé về. Thì nó đẩy vô phòng, giấu, nó hồ quán lên làm bé, nó trốn mất. Đó, mình xin nó là nói thôi bây giờ á, những người trong tỉnh thất này á, là dẫn tôi đi tìm cháu đi, khuyên cháu nó về. Thì nó nói là khu vực này khu vực cấm, không được phép vô, mời gia đình đi về, nếu không là buộc nó đuổi về. Cuối cùng gia đình coi như là phải đi về, đành đi về đó chứ mình đâu có dám xâm phạm như người ta. Tại người trong tỉnh thất nói như vậy. Người ta thích đó. Thì khi mình trở về qua ngày hôm sau á, đi trình báo với các cơ quan chức năng. Thì các cơ quan chức năng á là cũng không có cách nào mà để vô hỗ trợ cho gia đình để tìm ra cháu được. Thì nó có một cái động thái là buộc gia đình bức xúc quá. Bây giờ con mình người ta giấu, người ta đã cho xuất hiện mà không được gặp cháu, không được đưa cháu nó về, trong cái tình trạng như là cháu cũng như là nó đang hoang mang, mà mình tình nghi là nó sử dụng một cái chất gì kích thích hay là chất tính năng hay là tà đạo gì đó để cho cháu coi như là nó không còn cái cảm nhận gia đình nữa. Tức là nó có một sự lâu cuốn theo nó luôn. Bây giờ nó có cái đạo mà mặt trời rồi đạo nào đạo kia nó dùng nhiều cái tà thuật của nó mình không hiểu được, cho nên một gia đình bức xúc và lo sợ là con mình ví dụ xuất hiện rồi mà trong cái tâm trạng như vậy đó, mình biết nó ở đó mà mình không tìm á, thì nó có thể rằng là nó bán con mình đi hoặc nó giấu con mình đi. Thì chừng đó là mình cộng thêm nữa là cái sự lo lắng của gia đình được buộc trong gia đình là 12 người, cậu ruột, dì ruột và các cháu trong gia đình lên trên đó là khoảng 12 người. Ngày hôm đó là ngày nào vậy hả? Ngày 24 tháng 24 tháng 10. Tháng 10 tháng 11. Vậy là hôm đó là lên là lùm xùm xong rồi có quay cái clip lại luôn đúng không? Có. Hôm đó mình có số sát gì đó. Tức là lên á là mình trước khi lên á rồi là mình bấm chuông, tức là cái điểm đó mình lên xuống 4-5 lần rồi. Vậy là trước khi mình mày ở trên đó là mình mày là mình có lên xuống nhiều rồi, tức là mình bấm chuông là người ta ra mở cửa đó. Người ta mở cửa mình vô đàng hoàng hết, tức là mình đi là toàn là phụ nữ với người già với nít, đi là đi tay không. Nếu như mà có hành hung thì người ta kêu giang hồ hoặc là người ta cầm cây cầm gậy người ta mới trấn áp, chứ còn đây là đi toàn là phụ nữ. Còn người già 60 tuổi thì làm cái gì, em bé không thì làm cái gì. Tức là cái lực lượng gia đình mình á là anh em á, là lên để tìm kiếm cháu, anh em họ hàng hết nói chung là bà con cô cậu ruột hết trong nhà. Chị em
thì lên đến đó là không gặp trụ trì mà gặp thằng Hoàng Nguyên, thì nói với nó là bây giờ là gia đình đây hôm qua là hôm kia là đã lên gặp bé rồi, thì thôi bây giờ là gia đình có một yêu cầu nhỏ nhỏ là lên nhờ cái người trong tỉnh thất đó tìm kiếm cháu và giao trả cháu cho gia đình đó. Thì bắt đầu bên đó nó phản cảm liền, nó nói là ở đây là không có giấu giếm gì hết đó, cũng không có cho vô đi kiểm tra, không có dẫn đi đó. Nó nói là coi như nó thách là coi như là không được phép vô những cái nơi cấm. Thì gia đình bức xúc quá buộc phải đi tìm cháu. Thì có tức là gia đình thì nói năm là có một mình bố với Diễm My đi kiếm thôi, còn những người kia là họ chỉ đứng ngay tại chánh điện đó để họ nói phải trái. Thì khi mà bố Diễm My khi vô phòng của Hoàng Nguyên và Nhị Nguyên thì vô dòm sơ thì không thấy Diễm My đâu. Rồi đi qua cái phòng của tên gác thì cũng dòm sơ không thấy Diễm My đâu hết, thì có xuống lại. Tức là những cái clip đó nó đều quay mình hết, mình cho người ta quay để rằng là mình minh bạch, là mình trong sáng, là mình đi kiếm con chứ ngoài có vấn đề, không có lùng sụp, không có gì hết để gọi là kiếm tiền kiếm bạc gì hết. Tức là mình có cớ là con mình nó ở đó cho nên mình mới tới kiếm con. Thì khi mà sự việc nó xảy ra là kéo dài khoảng tiếng mấy đồng hồ, cơ quan công an là có người tới để làm việc. Tức là mình phải chờ cơ quan tới, kêu gọi cơ quan tới, điện cho cơ quan tới là để công an huyện, tức là công an là công an xã, công an xã tới trước, sau này mới công an huyện tới sau. Tức là công an huyện chỉ hỗ trợ vấn đề trật tự an ninh thôi. Thì gia đình là kiếm không thấy cháu đâu hết á. Như là bên tỉnh thất là nó có một cái sự gọi là gây rối ngược lại, tức là nó tự đập đồ, nó ghế bàn ghế nó đập, nó đem đá cát ở ngoài là cái bà già trong đó bà nấu ăn á, đem đá gạch vô phải chọn người ta, phải chọn là rồi nó lấy quạt nó đập như là bể quạt của nó đập ghế giữa của nó đập bể hết, nó đập nó giang cái mảnh lên cái mặt của nó, rồi nó trài sơ cái mặt đó, nó bấu nó xé ra cho rách ra cho chảy máu, rồi nó để nó rải hết cái áo quần cho nó có hiện tượng. Một cái là nó khống cho gia đình, thứ hai nữa cơ quan đang mời làm việc tại cái bàn làm việc, nó thằng Hoàng Nguyên nó khai đi báo công an là nó mất 25 triệu. Làm việc sao đang ngồi làm việc nó khai mất 25 triệu. Công an nói là mày mắc tại sao mà ngồi đây là mày biết mày mắc tiền. Nó bắt đầu dẫn công an vô lại, nó nói tiền nó để chỗ đây mắc. Đó. Ở một cái lúc đó ông già ông Tùng Kỳ ông Tùng Văn á là đang ở bệnh viện. Tụi nó trở về mới vừa bước vô á cơ quan người ta nhận định luôn mà. Ông nói là khai báo cho tôi mất 200 triệu để cho tụi nó ở tù chơi. Đó, nói vậy đó. Một công an cũng ghi nhận luôn. Là ông chủ trì của tỉnh thất nói vậy. Tỉnh thất nói đó. Rồi mất một cục đá khoảng 7 kg. Cục thạch anh gì đó đúng không? Cục đá. Thạch anh gì đó. Thạch anh gì đó. Mất 7 kg. Cục đá nặng 7 kg. Trị giá là 7-8 triệu gì đó. Ghi vô là mất là 200 triệu. Sau khi là cơ quan người ta mời hai bên về trụ sở huyện, trụ sở xã Quảng Tây để lấy lời khai và làm việc, thì qua ngày hôm sau thì công an đi xác minh lần nữa, vô đó công an huyện nó cử trinh sát vô xác minh thì nó khai báo thêm mà mất thêm 80 triệu nữa. Là cộng lên là 305 triệu. Rồi nó vu khống cho gia đình là lấy. Qua sự việc tên là công an đi xác minh nó là tiền bạc là
không chứng minh được nguồn gốc tiền đâu, và cũng không thấy ai là người lấy tiền, cũng không ai thấy là lấy ngọc, lấy thạch anh. Thì coi như là bắt đầu coi như là gia đình đó là bắt đầu gửi đơn kiện, tức là những clip đó là người ta tự dựng thôi, chứ còn vấn đề mà gia đình bé mà không có cái biểu hiện gì gọi là ép buộc cháu uống thuốc độc gì hết, tất cả là hoàn toàn không có chữ độc. Dạ đúng rồi. Cha ruột làm gì có chuyện. Có bao giờ mà người cha người mẹ nào mà lại đi ép con mình đi uống thuốc độc? Nếu mình thương con mình mới lo từ coi như là lúc bé nó ra đi tới giờ. Mình lo là nhờ các cơ quan chính quyền mình đi đúng sự thật, mình không làm chuyện bậy để đưa cháu về không. Thì coi như là bây giờ nó lên cái clip đó, mục đích nó là gì? Thì các ban ngành cơ quan là sẽ vô cuộc là ta làm. Chứ còn bây giờ những vấn đề đó thì mình cũng không có nắm rõ được, phải nhờ các cơ quan họ vô cuộc họ sáng tỏ. Yeah.